Gặp Minh Thông thì những ngôi nhà sẽ được thông thoáng. Hay quá, đúng, cái này đúng. Hello Minh Thông. Hello bạn của tôi. Sao? Trời ơi, nhà đẹp quá, vậy mà giờ mới có dịp tham quan. Nhà đẹp hả? Rồi, muốn đẹp như thế nào thì vào trong xem nha. Ôi, bên trong rộng quá ha. Căn này diện tích bao nhiêu vậy Minh Thông? Căn này hả? Căn này diện tích thường á, những căn biệt thự đơn lập ven sông của Đạt Phượng Hoàng thì diện tích là khoảng 18-20m. Nhưng mà với những căn góc như thế này á, thì diện tích sẽ rộng hơn đó. Thì căn này thì được xây dựng theo phong cách gì ha? Căn này được xây dựng thiết kế theo phong cách đó chính là tân cổ điển. Tức là có xíu hiện đại, có một xíu cổ điển trong đó thì nhìn nó sẽ rất là chiêu chiêu. Tân cổ điển thì nó sẽ có đặc điểm như thế nào vậy Minh Thông? Tại vì mình thấy là cái gam màu là hình như là gam màu nâu xám đúng không? Hiền ơi, cái phong cách tân cổ điển này á thì nó mang rất là nhiều những đặc trưng và cũng xem được cái phong cách thiết kế này rất là thịnh hành, được dẫn top đầu hiện nay luôn á. Thì nội thất á, phong cách tân cổ điển này thường mang một cái nét trẻ trung, hiện đại, pha lẫn với sự dịu dàng. Và Hiền có cảm thấy là nhà này nó mang một cái chất lãng mạn và tinh tế của phong cách cổ điển không? Và phong cách này á, thì loại bỏ những cái chi tiết nó rườm rà hơn nè, và cách tân hoa văn họa tiết, nhưng mà nó vẫn mang một cái vẻ rất là vintage. Một trong những cái màu sắc mà không thể thiếu trong cái ngôi nhà này luôn với phong cách thiết kế tân cổ điển đó chính là màu vàng ánh kim, màu bạc và màu bạch kim. Những tông màu này có thể làm cho căn phòng của mình toát lên hết vẻ quyền quý nè, phong cách bán cổ điển muốn thể hiện. Hiện có để ý là thấy là cái gam màu ở phòng khách này là mang gam màu trung tính không? Và các chi tiết đều được tối giản nhất có thể. Một bộ bàn sofa kiểu dáng hiện đại hơn xíu nè. Rồi bức tường được trang trí bằng những đường gờ đặc trưng của phong cách bán cổ điển. Điểm nhấn của không gian là bức tranh và đèn chùm đẹp mắt. Nói chung là nó toát lên một vẻ sang trọng nhưng không kém phần lãng mạn. Mà Hiền có để ý không? Là cái ngôi nhà này thiết kế mở như thế này là nó sẽ có rất là nhiều ô cửa kính, nên là tạo cho mình một cái cảm giác là ánh sáng tràn đầy ngôi nhà của mình luôn. Như vậy thì ban ngày mình đâu cần phải mở nhiều đèn đâu đúng không? Đúng rồi, rất là tiết kiệm điện luôn á. Bây giờ giới thiệu với lại bạn tôi đó chính là căn phòng master. Đây, còn là phòng master nha. Thì cũng giống như ở phía dưới là sẽ có rất là nhiều ô cửa kính, rất là dễ thương như thế này để tạo một cái cảm giác là mình đón ánh sáng cả trong phòng ngủ của mình luôn. Thì mình cũng làm việc cũng dễ dàng hơn, sáng tạo hơn và một ngày mới năng động hơn. Chắc chắn là điều đó rồi, đúng không? Mà Hiền có để ý một điều không? Đó chính là những không gian trong căn phòng của mình đều kết nối với nhau. Nó không có một vách ngăn nào hết, nó kiểu như vậy. Nên rằng là rất là thông thoáng cho cái phòng của mình và tạo cái cảm giác là trong cái ngôi phòng của mình nó rất là rộng, đúng không? Đúng rồi đó. Rồi, ở đây mình có hẳn cả một phòng thay đồ luôn nha. Xịn sò chưa? Đây. Ôi, nó thông với nhau luôn nè. Đúng rồi, thông với nhau hết mà. Nên rằng là gặp Minh Thông thì những ngôi nhà sẽ được thông thoáng. Hay quá, đúng, cái này đúng. Rồi, bây giờ thì chắc là dẫn Hiền qua phòng thứ hai ha. Mà để ý một điều rồi Hiền ơi, đây nè. Rất là tự hào để giới thiệu với Hiền luôn á. Đó chính là phòng ngủ nào cũng có ban công. Đây là khu đô thị sinh thái đầu tiên tại miền Nam luôn. Nên là về mảng xanh thì tràn đầy. Đó, xung quanh nhà của mình có thể đón nắng nè, đón gió nè. Và đặc biệt là đón không khí trong lành. Hiền, biệt thự đơn lập nha, thì nó sẽ có rất là nhiều những cái khoảng không gian để cho mình có thể sinh hoạt chung nè. Ví dụ như mình có thể ngồi đây đó, rồi đọc sách nè, hoặc là có một cái TV ở đây mình có thể xem TV. Đây là một không gian để mà mình có thể kết nối với gia đình của mình luôn á. Em thấy không gian này mình có thể ngồi cùng với bạn bè rồi kia trò chuyện cũng rất là nhiều. Hoặc là trong gia đình của mình có những cái buổi mà mình ngồi quay quần bên nhau á, thì không gian này cũng rất là ok luôn á. Rồi bây giờ sẽ có một không gian đặc biệt mà những căn nhà phố không có. Rồi thì Hiền đi lên đây. Rồi đó, không gian mà đặc biệt mà Thông muốn nói cho Hiền biết đó chính là một cái nơi chiêu chiêu cùng với khách mời của mình. Đó, những người khách quý chẳng hạn thì mình sẽ có một cái phòng khách ở đây rất là riêng tư, cũng rất là ấm cúng luôn. Thì ở đây thì mình có thể trưng cái bộ sưu tập của mình giống như là rượu nè. Rồi hoặc là ai thích trà thì cũng có thể trưng những cái bình trà của mình ở đây. Kèm với đó thì sẽ là một cái không gian có cả một phòng ngủ bên trong này nữa. Ủa Hiền nãy giờ là Hiền hỏi Thông là rất là nhiều câu hỏi rồi. Bây giờ Thông hỏi Hiền nè, là đố Hiền nha.
là căn này giá cỡ nhiêu? Cái này chắc đâu biết. Không dám nói. Mà không để... dám nói hả? Cái này chắc giá cao lắm hả? Cao hả? Thật ra thì thời điểm hiện tại thì nó sẽ không cao, nhưng trong tương lai những căn mà biệt thự ven sông thì chắc chắn là giá cũng sẽ khá là nhỉnh đó. Thì tính trên mét vuông nha thì nó cũng không có mắc lắm đâu, thì chỉ là từ khoảng từ 60 triệu cho đến 80 triệu một mét vuông thôi. Thì mình đã có một căn nhà như thế này rồi, là ví dụ như một căn như thế này thì một căn biệt thự ven sông với vị trí này thì giá nó hời hời cỡ hơn 35 tỷ, thì cũng rất là xịn sò cho một cả một đại gia đình của mình có thể ở đây. Rồi mời Hiền ra đây nha. Không gian này á thì sẽ là một cái không gian mà buổi chiều chắc chắn là mình sẽ rất là thích. Thì mình sẽ trà chiều ở đây nè, rồi barbecue chẳng hạn. Đô thị sinh thái á, thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều mảng xanh trong ngôi nhà của mình luôn. Thì cư dân ở đây sẽ được rất là khuyến khích có thật là nhiều mảng xanh trong ngôi nhà của mình. Kèm với đó thì không gian cảnh quan ở bên ngoài luôn á Hiền. Và ở đây, đây thì rồi, mình sẽ có thể tận dụng cái không gian như thế này để mình có thể làm phòng tập gym. Là chưa biết tôi bị đau mỏi vai gáy hay sao, giới thiệu cho một căn phòng rất là thích luôn. Thì tâm lý như thế này thì mới bán nhà được chứ. Thật ra thì giống như nè, thì ứng ở trên đây mình có thể thấy nè ha, là sẽ có xung quanh nhà mình sẽ có rất là nhiều mảng xanh. Ví dụ như là kế bên thì có công viên nè. Những căn biệt thự đơn lập á, thì nó sẽ có rất là nhiều khoảng trống để tạo cảm giác thông thoáng và ngôi nhà của mình nó được riêng tư hơn á. Rồi, giờ sao? Thấy cái nhà này mê chưa? Mê luôn anh ơi, cái nhà rất là thoáng, rất là đẹp luôn á. Cách tự, cách bài trí đến cái không gian rồi nhiều cây xanh rồi nó kia, rất là ưng cái bụng luôn. Rồi, ưng vậy thì cũng muốn mua không? Thôi chọc thôi, thật ra thì ngày hôm nay thì mời Hiền đến đây tham quan cái căn biệt thự đơn lập như thế này để mình có thể hình dung được là những cái sản phẩm biệt thự đơn lập rất là hiếm, rất là khan hiếm luôn. Bởi vì số lượng nó cực kỳ giới hạn, bởi vì mỗi ven sông bây giờ tìm đâu ra một căn biệt thự đơn lập ở ven sông mà lại là trong một không gian sinh thái nữa chứ hả Hiền? Hiền có đồng ý không? Cái này em thấy là mình vừa được cái tiện ích là xung quanh mình có công viên, rồi mình gần các cái giống như siêu thị rồi tất cả mọi thứ luôn. Rồi rồi, yên tâm. Nói tới tiện ích á thì ở đây tràn đầy. Nên rằng là hả, sắp tới là sẽ dẫn Hiền đi tham quan tiện ích, chịu không? Ok. Rồi bây giờ là mình đã tham quan xong căn biệt thự đơn lập 18x20m. Bye bye. Bye bye, hẹn gặp Mỹ Hồng lần sau nha. Ok, see you.